Thưa quý vị, trong các ngày 6 và ngày 7 tháng 4, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Minh Khai, đơn vị thiết kế và thi công xây dựng tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc đã triển khai thực hiện việc lắp ráp xây dựng tượng Bác Hồ. Đây là công đoạn quan trọng nhất của dự án quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc. Tượng đài Bác Hồ xây dựng tại quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc gồm có hai hạng mục. Hạng mục thứ nhất là tượng đài Bác Hồ có chiều cao 18m, được đúc bằng hợp kim đầu niken thiết nhằm chống ăn mòn, đồng thời lõi tượng được làm bằng thép không rỉ để đảm bảo tính bền vững lâu dài của tượng. Tổng trọng lượng của tượng là 200 tấn. Đây cũng là bức tượng đồng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Hạng mục thứ hai là bức phù điêu phía sau tượng đài Bác Hồ có chiều dài 63m, cao 10,8m, có kết cấu bằng đá xanh và lõi bê tông cốt thép. Mặt trước của bức phù điêu được chạm khắc hình ảnh của những địa danh từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam, gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác. Phía sau của mặt phù điêu là hình ảnh biển đảo Việt Nam từ Móng Cái đến mũi Cà Mau. Việc thiết kế và xây dựng tượng đài Bác Hồ tại quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc với chủ đề Miền Nam trong trái tim tôi không chỉ thể hiện tình cảm của đồng bào miền Nam đối với Bác, tình cảm của Bác đối với miền Nam mà còn có ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Khi được giao nhiệm vụ đảm nhiệm thi công cái công trình này ấy, thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái vinh dự vô cùng to lớn, bởi vì công trình này có một cái ý nghĩa về mặt chính trị, về mặt tinh thần và về mặt văn hóa rất cực kỳ to lớn. Cho nên chúng tôi xác định rằng đây vừa là một cái vinh dự to lớn, vừa là một cái trách nhiệm, và cái tập thể các cái nhà điêu khắc, các cái nghệ sĩ, các kỹ sư, các nghệ nhân của công ty đã được quán triệt một cách rất thấu đáo về cái ý nghĩa của công trình, cho nên mọi người nỗ lực toàn tâm để thể hiện cái công việc của mình. Tính đến thời điểm này, công trình quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng công việc. Hiện các đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, phấn đấu hoàn thành công trình vào dịp sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 2024.